Okay, hôm nay có bác suy dẫn mà cô ăn. Bác cố. Nguyễn. Cô cứ chụp hàng tuần mình chẳng được mấy cái hình nữa. Có cô Thu. Thu ăn món gì? Bún hả? Bún tập cốt. Món của cô Cúc là gì? Thì bò lúc lát. Cô ăn là phở gì? Phở. Tại bác sĩ là thở gì? Biển hả? Mi là phở chụp phở còn đồ biển gì? Ok. Đây là tiệm phở and more. Ok, hơn phút rồi đó. Rồi. Cậu bố này nói làm cây cay nha. Mời cả nhà ăn nha. Cô ăn nữa không? Yeah. Có cây một tí thì cũng ngon. Rồi. Rồi, cô cũng đầy cái đĩa cơm của cô Cúc con ngon quá mà. Ngon ha. Cô cũng muốn ăn chả mòi. Rồi.